Món chính của hai ứng viên đã được dọn lên. Quốc Trí mạo hiểm với thịt bò nướng ăn kèm gỏi hoa chuối, hương vị mới lạ hấp dẫn. Dạ, ngày hôm nay món chính của em là món thịt bò nướng với lại một món gỏi. Thịt bò nướng thì em có ướp với lại một cái hỗn hợp gia vị gồm nhiều loại gia vị khác nhau như là hạt cumin, hạt ngò, đinh hương, quế, bạch đậu khấu, một chút xíu bột cà phê, một chút xíu bột cacao, một chút xíu bột ớt paprika. Thì em rang tất cả lại với nhau, sau đó xay ra, sau đó ướp với thịt bò. Cái gỏi này thì là bao gồm hoa chuối, cà rốt với lại bắp cải trộn. Cái món khai vị của em thái cá đó rất là đẹp. Mà sao em cắt cái rau này không có đẹp mắt nè. Why? Tại sao? Tại vì hết giờ hả? Dạ. Em bị gặp rắc rối về thời gian một lần nữa và em đã cố gắng làm mọi thứ để cho kịp giờ. Cái phần cắt thái khá là tệ và tôi cũng khá là thất vọng về bản thân mình. Nếu như tôi có thể sắp xếp thời gian được tốt hơn, có lẽ tôi sẽ chăm chút và cắt đẹp hơn. Bởi vì nó cũng đâu có nằm ngoài khả năng của tôi đâu. Theo anh á, cái món bò này không thành công. Cái gia vị á, nhiều gia vị quá. Đi với cà phê, với quế, đinh hương, em không có hợp với nhau. Em có làm món này ở nhà chưa? Dạ em chưa có làm. Tại sao em làm mạo hiểm như vậy? Tôi có hơi mạo hiểm một tí xíu, nhưng mà tôi nghĩ điều đó cũng xứng đáng. Bởi vì ngày hôm nay là trận chung kết, em quyết định là sẽ mạo hiểm để với hy vọng là sẽ có một cái gì đó nó nổi bật. Có thể là không thành công nhưng mà em đã cố gắng hết sức để làm được tốt nhất trong khả năng của mình. Theo tôi, với cái gia vị em trộn hỗn hợp như vậy thì bước đầu ăn thì nó quá nồng trong cái vòng hồng, nhưng khi mà nhai kỹ hơn, nhai lâu hơn thì nó tạo ra một cái hương vị cũng khá là tuyệt vời. Gỏi gà sẽ phay thì có rau răm, gỏi dưa chuột hay là gỏi dưa leo thì có kinh giới, gỏi Thái Lan thì có rau quế. Tức là tất cả các loại gỏi tôi cảm nhận rằng là phải có một cái rau gia vị nào đó ở trong đó. Nhưng mà cái gỏi của em không có. Và hai nữa, cái món gỏi hay món nộm nó đòi hỏi là khi em đưa cái một cái món lạnh vào mà em lại để một miếng thịt bò nóng lên trên, xong em lại tưới một cái sốt nóng xung quanh, là hoàn toàn sai với cả cái concept, sai với cả cái cách mà mình ra một món ăn nóng. Em trộn á, là làm sao á để dù rằng là khoảng 15 đến 20 phút nữa thì nó cũng không bị ra nước. Bởi vì khi bị ra nước như vậy á thì cái độ ngọt của rau củ quả nó sẽ giảm xuống, nó không còn được ngon nữa. Ha? Mà nhất là trong cái món là món men's coat, là cái món chính, em phải hết sức cẩn thận. Về decor của em sử dụng cái đĩa rất tốt, em biết cách trang trí cũng rất hay. Cảm ơn em. Thanh Hòa, hôm nay món chính là em làm theo kiểu ở gà xào xả ớt áp chảo, nhưng mà em muốn nâng tầm lên một chút xíu và có sự khác biệt, nữa là dùng thay vì gạo mình dùng couscous, và couscous thì em dùng cánh rồi em nấu lên làm chicken stock. Và cuối cùng thì để dung hòa cái vị cay đó thì có chút xíu raita, là một cái loại dưa leo kết hợp với lại chút xíu yogurt mà không đường. Cái miếng gà thì em dùng cái thoi, cái đùi gà em lọc xương ra. Cái gà cái vị thì ok, nhưng cái cút á, cái gạo Thổ Nhĩ Kỳ á, thì em nhớ một điều là như này: khi mà em trộn cái này là em trộn theo dạng khô. Dạ. Và em trộn theo dầu ô liu. Dạ. Có thể em cho bơ, nhưng mà em nhớ cái rau củ quả hết sức cẩn thận nhá. Khi em trộn á là em phải thấm khô. À, em cho vào đây cái nước nó ra, bây giờ làm cho cái cút của em nó mềm hẳn luôn. Cái thịt thì ok, cái sốt thì ok, nhưng mà cuối cùng ăn cái cút ra thì cái cút nó hơi bị mềm,
mềm là do cái nước rau củ quả nó ra, hoặc là rau củ quả em chưa trụng kỹ. Ok. Theo tôi, đối với cái món thứ nhất là khai vị em đã có cái axit rồi. Dạ. Nhưng đến món thứ hai là một món chính. Dạ. Và một cái hương vị đó là gà xào sợi ớt đang đầm đà. Dạ. Đang quyến rũ trong cái hương vị của món ăn chính với cái cơm cút cút. Dạ. Thì em lại cho thêm cái dao u không đường. Dạ. Trộn với dưa leo làm nó lành đi cái miệng mà món ăn chính mình cần phải có sự ấm và sự nồng của cái món ăn chính ở đây. Đó là em đã đánh mất cái hương vị xạ và sự đầm đà của cái món gà xào sợi ớt. Cái món thứ nhất đã làm cho tôi một sự ấn tượng, choáng ngợp. Thì món thứ hai này tôi thấy nó bình thường. Cảm ơn bạn. Đức có nhớ Thanh Hòa làm gà xào sợi ớt? Dạ. Thử thách trước nhé không? Dạ. Rất ngon, đậm đà, tỏi, ớt, xả, cái mùi vị đậm đà. Nhưng cái món gà xào sợi ớt này nó thiếu mùi vị đó. Đức muốn thấy thêm xả, thêm ớt, thêm tỏi, thêm nước mắm. Nếu em làm á mà đậm đà hơn á, là cái raita của em á, cái dao u á, là nó hợp không? Nó hợp liền. Tại raita ngon. Thí dụ Ấn Độ mà, yeah. Ấn Độ mình ăn raita, tại sao? Tại vì curry nó cay, curry nó cái nồng, mình ăn chung, wow, perfect, okay. Rất hợp. Mà cái gà của em nó hơi lạc, thú vị, mà vô cái raita là nó cũng lạc thêm. Cái couscous á, bây giờ em thấy á, anh thấy bây giờ nó nhão. Giống mình nấu cơm mà nó bị nhão á. Cái couscous nó phải, has to fall, has to separate, right? Cái chất của nó là không đúng, chưa đúng. Disappointing. So sorry. Thank you. Cái dao ua rồi trộn với dưa leo. Thì dưa leo là người ta cũng ngại lắm, bởi vì rau á, rồi cái sữa chua. Thì không biết là cái vị đó có ngại cho cái người ăn ở gia đình. Nếu cái gà xào sợi ớt là cay mà nó đậm đà, là cái raita là ngon, nó hợp lắm. Mà cái, em thấy cái lạc nó lạnh, ăn vào nó lạnh liền. Và cái hầu sau khi đó là nó bị chua do cái sốt đó. Em thấy hai món là cũng tệ lắm. Còn cái món bò thì nó bị dai này, gia vị thì quá nhiều. Làm cái xà lách thì nó không phải là xà lách nữa, nó chỉ là một cái rau trộn này.